Tranh Gỗ Minh Châu xin trân trọng gửi tới anh Thịnh ở thành phố Lạng Sơn. Bộ sản phẩm gồm có một tấm tranh Thuận Buồm Xuôi Gió, một bộ tranh Tứ Quý và một bộ Hoành Phi Câu Đối. Thứ nhất là bộ tranh Tứ Quý, chúng tôi làm hoàn toàn bằng chất liệu gỗ hương đỏ nhập khẩu từ Nam Phi với kích thước 37 x 1m17 và được đục chạm thủ công, kênh bong moi móc 100% bằng tay do các nghệ nhân của tranh gỗ Minh Châu thực hiện trong hơn một tháng để điêu khắc lên cái bộ tranh này, và chúng tôi đã hoàn thiện sơn PU bóng mờ không màu để đảm bảo độ đẹp và độ vân gỗ của chất liệu gỗ hương đỏ Nam Phi. Vân gỗ cực kỳ là đẹp. Tiếp theo đến tấm Thuận Buồm Xuôi Gió, chúng tôi cũng sơn không màu để nguyên cái vân gỗ để đảm bảo độ đẹp, độ nguyên gỗ của tấm tranh. Với chiều dày của chúng tôi là làm dày 4,5 phân và chúng tôi đục sâu 3 phân, cực kỳ là dày dặn và đã được hoàn thiện sơn PU bóng mờ không màu, mịn căng và cực kỳ là giá trị. Xin mời quý khách đăng ký ngay kênh của Tranh Gỗ Minh Châu để được theo dõi những cái sản phẩm độc đáo đầu tiên, những sản phẩm mới của chúng tôi. Nhiều những sản phẩm là chưa có khách đặt thì quý khách sẽ mua được nhanh chóng nhất. Và tiếp theo đây là bộ cuốn thư câu đối của anh Thịnh, được chúng tôi chế tác hoàn toàn bằng chất liệu gỗ gụ của Lào, dày đậu 5 phân và đã được thiếp vàng thật, vàng 4 số 9. Ở đây chúng tôi là cách câu đối này là dày đậu 5 phân và những cái chú chim và những cái bông hoa thì chúng tôi chắp lên thành dày 10 phân. Còn cái cuốn thư thì cũng là dày 5 phân và được chắp đầu, chắp cánh các chú phượng và chú rồng lên thì nó thành dày 15 phân. Và được chúng tôi thiếp vàng thật, vàng 4 số 9. Cực kỳ là đẹp và mịn màng. Và giá trị độ bền là vĩnh cửu. Câu đối phượng dày 5 phân. Lục lạc đã được hoàn thiện sơn PU bóng mờ không màu và dát vàng thật 4 số 9. Bộ sản phẩm của anh Thịnh gồm có một bộ cuốn thư câu đối, một tấm Thuận Buồm Xuôi Gió và một bộ tranh Tứ Quý Tùng Cúc Trúc Mai. Còn đây là bộ tranh Tứ Quý của anh Long ở cầu Mai Lĩnh, gần Trúc Sơn, thành phố Hà Nội. Là bộ tranh Tứ Quý bằng chất liệu hoàn toàn chất liệu 100% bằng gỗ vụ và được đục chạm kênh bong thủ công ngôi móc bằng tay 100%, cực kỳ sắc nét. Và cái bộ tranh này của anh thì yêu cầu cực cao, đó là khung và ván liền nhau luôn. Đây nó chỉ là một miếng gỗ thôi và chúng tôi đã phải gia cố rất là nhiều thang đố lụi để cho nó đảm bảo cái độ bền của bộ tranh. Và đã được chúng tôi chế tác cực kỳ là tỉ mỉ, trau chuốt. Và đây là tôi quay mộc để cho anh Long cùng quý vị thưởng thức cái độ lục lạc và cái độ nét tinh xảo của cái bộ tranh Tứ Quý này. Càng ngắm càng thấy đẹp. Bộ cuốn thư câu đối đã được hoàn thiện. Đây là bộ tranh Tứ Quý thì đang để mộc cùng chất liệu là gỗ gụ. Hai cái bộ sản phẩm này đều là chất liệu bằng gỗ gụ. Xin mời quý khách đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi nhiều các clip độc đáo tiếp theo. Và xin mời quý khách về tại địa chỉ Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội để được xem hàng và đặt hàng của Tranh Gỗ Minh Châu.
clip cũng đã dài. Xin kính chào tạm biệt quý khách và hẹn gặp lại ở những cái clip tiếp theo.